Đây là dự án sử dụng nguồn vốn bảo trì trung ương với tổng kinh phí 10 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10 năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2019. Đến nay đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Để tuyến đường sớm được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các nhà thầu đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nghiêm túc các quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, huy động toàn bộ công nhân và máy móc làm việc liên tục. Đường hẹp thì đơn vị cố gắng tạo điều kiện là vừa thi công và vừa đảm bảo như thế là an toàn lưu thông trên đường. Tranh thủ những ngày nắng để tận dụng để cái công trình đạt đúng tiến độ. Cùng với việc đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi công, việc đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến cũng được nhà thầu và các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc. Ban bảo trì đường bộ giao thông và tư vấn giám sát bố trí cán bộ thường xuyên có mặt trên tuyến đường, nhắc nhở kịp thời nhà thầu thi công, đảm bảo an toàn và có các giải pháp thi công hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng công trình. Chỉ đạo nhà thầu thi công là khắc phục mọi khó khăn trong các điều kiện thời tiết thi công để tranh thủ điều kiện thời tiết thi công thì sẽ hoàn thành trong 2 tháng, tức là sẽ hoàn thành trước Tết dương lịch để đảm bảo cho người và phương tiện đi lưu thông trên đoạn tuyến được thuận lợi. Với những vấn đề còn tồn tại, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tiếp tục tập trung xử lý, song song với đó là hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác nghiệm thu, hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng theo yêu cầu đã đặt ra.